viên sếp kia vào, sếp kia, sếp kênh kênh lên. Các bạn biết chúng tôi đang làm gì không? Không. Yeah, đừng cầm đấy. Cô là những kẻ hủy diệt. Ngọn lửa này tuy nhỏ thôi nhưng tí nữa nó sẽ lan đến cái chỗ này. Sếp cái cây kia vào. Và các bạn có biết đây đang chúng tôi đang ở đâu không? Chúng tôi đang lên đồng. Thôi Huy ơi. Các thánh cô này không. Như này nha anh nha. Nói nói cái gì cho nó hẳn hoi nào. Không cháy gì mẹ, cháy gì cũng cháy. Còn nào cháy hơn nữa. Tôi nghĩ là lúc đầu tôi thấy không? Lúc đầu tôi nghĩ là phải mua xăng nhưng mà có lẽ với ngọn lửa này hung dữ như thế này thì ra khỏi rồi, đốt rừng, trồng rừng. Ủa xăng không cần hay không? Nào, như thế này ra. Ui chút chết rồi. Cái nhựa là đốt. Chờ hết rồi, bắt đưa, bắt thử. Trời ơi nó cháy này. Cháy. Xăng cơ, rách tít. Cái này rất nhiều dioxin. Theo anh Hưng bảo thì cái này rất nhiều dioxin. Đông, đi lông. Ngoài đó thì cháy mẹ cầu. Thì có mẹ công an đến rồi lại đốt cầu. Đi chụp đi bệnh ơi. Rồi đốt cầu. Chụp kia cho anh đi. Quay con đi. Đang mở găng tay nào. Làm gì thế anh? Vẫn đang quay đúng không? Cầm anh cái áo. Ném luôn cái áo à. Thôi có lẽ là cái áo mua 200 nghìn của con cắm lợn đấy. Nhưng mà chắc là ngọt hết. À chung kích kích mẹ nhờ. Quả cắm lợn là chung kích kích thôi xếp. Nổi lửa lên em. Anh Cám ơi, có lẽ là thôi cái đấy thì bỏ xuống được đấy anh ạ. Không, chân thương đốt. À, nó đốt túi. Anh cho cả cái túi vào. Tiền này đốt gì luôn. Nhưng mà như thế thì cho nóng vào đấy luôn. Huy con đi ơi, cầm hộ mình nhé. Ở dưới qua em mà chọc. Bây giờ một cái không này. Lăng đi anh. Nào kia không cháy. Xăng à. Cháy kinh thế bộ, cháy kinh thế bộ là. Bố anh có dầu, bớt đấy rồi. Có bác đi, cái dầu. Bớt cặp phải không? Cặp em. Quăng luôn đi anh ạ, trong cái tay ui. Ném luôn. Cháy kia chưa? Thôi xong, cháy mạnh ở túi. Xong rồi. Dẫm vào thôi, dẫm vào xong. Chảy hết cả túi ra rồi. Giữ lại túi lông nhá. Không đứng ở trên chụp xuống thì vỡ mồm. Bây giờ tôi bỏ là ngọn lửa vẫn đang cháy. Ăn đen. Ngọn lửa vẫn đang cháy. Lửa vẫn đang cháy và tôi. Dưới này quay ngang đây. Cái này bằng gỗ nhỉ? Gỗ. Nó nổi nhỉ? Bỏ mẹ nó không. Tại anh ném thế nó sẽ nổi. Chụp cái này đi mẹ em ơi. Còn nữa không anh? Còn túi này, à túi này toàn... Toàn cho thì thôi sắc cho. Thôi. Cho. Ba,
Ôi trời ơi, ném trượt liên tục. Để cái này làm sao? Nào. Nào, bình đâu, Capson. Một. Cát bụi đắp về mấy cát bụi. Kéo cái túi lông đỏ lên nhau nhá. Rồi ok. Vẽ ở quạt. Chọn lời thôi. Ném cái gì ở trên đấy? Phải cứt. À, người ta phóng sinh ốc. Đừng nói là mình ăn đòn đấy. Đừng nói gì, ăn đòn thật. Như đại rồi. Như đi. Như kia kìa. Không xin ngốc đấy. Chạy nhanh, chạy nhanh. Anh ấy gậy ngay dưới chân anh ấy. Gậy này. Gậy đéo. Không muốn gậy xịn là gậy gì? Nhắc ra cháu nó cũng phải dài như này. Mét ra thì cháu nó cũng phải như thế này nhá. Thì mới gậy được. Cấm chưa? Mình làm một gia đình chuyện cái này lên. Úi giời ơi, anh ơi. Gãy mẹ luôn. Nóng quá. Trời nóng quá. Úi giời ơi, kẻ hủy diệt. Úi giời nóng quá. Cái này kinh nóng kinh khủng luôn anh ơi. Thôi cho thêm cái mấy cái linh tinh vào. Cố tí đẹp ra. Cố tí để lấy cái đẹp ra. Đấy, thế là xong. Không chưa? Rồi, sút vào phát là được đi. Thôi thôi anh ạ. Còn nào đó có đáp thôi. Hết nhiệm vụ nha. Tăng cơ. Rồi. Hất luôn máy quay vào trong. Rồi, end pixel. Nó quay được bóng. Quay.